Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2024 và chúng ta thấy hôm nay thị trường có một phiên cố gắng vượt đỉnh. Trong phiên có những thời điểm chúng ta thấy vượt rồi nhưng mà cuối phiên thì lại tạo ra một cái nến doji và không vượt được. Tức là trong tháng 5 chúng ta đã có 3 lần đi lên đúng cái con số 1285 và tụt xuống. Ngày hôm qua chúng ta cũng đi lên mốc đó và không vượt được. Ngày hôm nay chúng ta vượt được nhưng cuối phiên vẫn không vượt được. Tức là chúng ta đã có lần thứ năm anh chị ha. Nếu mà tính theo giá trong phiên thì ngày hôm nay là cái thời điểm chúng ta vượt cái mốc này. Nhưng tính theo giá đóng cửa thì hôm nay chúng ta không vượt được. Vậy thì chúng ta sẽ có chờ vượt lần thứ sáu, lần thứ bảy không anh chị? Câu trả lời là chắc chắn là có. Cảm sinh ra là để vượt. Thực ra 1285 nó không phải là một cái kháng cự. Tuy nhiên thì nó đang tạo ra một cái biên độ ha, của cái vùng tích lũy. Và rõ ràng là nếu mà hôm nay chúng ta nhìn cuối phiên thì chúng ta thấy chưa vượt được cái biên này. Vậy thì trong tuần này có vượt được hay không ha? Chúng ta sẽ chia sẻ lại với nhau trong nội dung video này anh chị nhé. Thực ra cái nội dung ngày hôm nay thì nó cũng không quá khác gì nhiều so với ngày hôm qua. Nếu mà anh chị đã xem Tùng mà nói về ngày hôm qua thì chắc là chúng ta cũng ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nhắc lại một chút xíu về những cái nội dung đó thôi anh chị. Nó không có khác gì mấy ha. Hôm qua mình có làm cái video nói về cái việc là vượt đỉnh hay điều chỉnh đấy, thì chắc là mọi người cũng có coi rồi. Đây, ngày hôm qua mình có làm cái video này ha, vượt đỉnh hay điều chỉnh. Thì anh chị nào mà muốn coi lại ngày hôm qua, anh chị có thể coi lại coi ngày hôm nay mình có nói đúng hay không nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhắc lại nội dung ngày hôm nay và để cho chúng ta có những cái nếu mà anh chị nào chưa coi ngày hôm qua thì anh chị được tổng kết lại ha. Rồi, mọi người trong quá trình theo dõi thì anh chị nhớ cho Tùng xin một like, một chia sẻ và ngoài ra kết thúc video này anh chị nhớ để lại cho Tùng một cái bình luận hoặc là những cái trái tim vào phần bình luận bên dưới anh chị nhé. ID của Tùng tại công ty chứng khoán SI là 2758. Nếu anh chị đã có SI rồi thì anh chị hãy chuyển sang ID này. Anh chị chưa có thì anh chị hãy liên lạc với Tùng. Thì để Tùng gửi cái hướng dẫn mở tài khoản hoặc là anh chị có thể quét trực tiếp cái QR code phía trên đầu của Tùng nè để chúng ta mở tài khoản và sau khi mở xong thì mọi người nhớ nhắn tin liên hệ với Tùng theo số điện thoại 0902 986 119. Gọi cũng được hoặc là nhắn tin hoặc là Zalo cũng được anh chị nhé. Ngoài ra thì bên Gem nơi cung cấp margin tỷ lệ 28 thì bên Gem có ID là BR8351. Mọi người ai mà thích sử dụng margin tỷ lệ cao thì anh chị nhớ là mở tài khoản bên Gem hoặc là có rồi thì anh chị nhớ chuyển ID về nha. Ok, welcome tất cả anh chị. Rồi bây giờ chỉ để không mất thời gian của mọi người thì chúng ta đi vào phần nội dung thị trường ngày hôm nay ha. Hôm nay chúng ta thấy tiếp tục là một phiên tăng điểm và thị trường tăng nhẹ 3,5 điểm. Đóng cửa 1283.5. Hôm nay VN30 cũng tăng nhẹ 3,2 điểm và đóng cửa ngay cái ngưỡng 1300 luôn. Con số rất đẹp 1300.99. Hôm nay các cổ phiếu tác động vào thị trường theo chiều giảm thì chúng ta có ACB, VPBank, BCM, HAG, DGC, MBB, Eximbank, VRE. Ở chiều tăng thì chúng ta có FPT, Vietcombank, Sapeco, Hòa Phát, BID, Techcombank, PAU và CTG. Đối với nước ngoài thì hôm nay họ tiếp tục là một phiên bán ròng. Hôm nay thì bán ít hơn so với hôm qua ha. Hôm nay bán 131 tỷ. Thị trường càng lên những cái vùng cao thì khối ngoại họ lại bán ít. Anh chị thấy ngược đời không? Thị trường những phiên trước thì nó đạp về 1250 thì khối ngoại lại bán nhiều. Lên những cái vùng cao này thì lại bán ít. Khối ngoại bán ở các cổ phiếu như Thế Giới Di Động, VND, Vinhome và các chứng chỉ quỹ. Ở chiều mua thì là mua FPT, Hoa Sen, Nam Kim, Pao, Hòa Phát. Về tự doanh thì lúc này chưa có con số thống kê. Về thanh khoản thì phiên ngày hôm nay thấp hơn ngày hôm qua một chút xíu ha. Về các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên sàn HOSE ngày hôm nay thì chúng ta có PAU tăng 4,1%, Hoa Sen tăng 3,6%, Nam Kim tăng 2,6%. Sáng hôm nay chúng ta thấy có những thời điểm nhóm thép còn tăng tốt hơn nhiều ha, nhưng mà cuối chiều thì cái lực ép bán ra tương đối lớn. Ngoài ra chúng ta còn có Hòa Phát tăng 1%, hôm nay nhóm thép là cái nhóm tăng đồng đều và tốt nhất. Rồi chúng ta có thêm Sacombank hôm nay tăng nhẹ 0,7% và EVF tăng 2,5%. Ở chiều đỏ thì hôm nay HAG giảm 4%. VAX giảm nhẹ 0,5%, SHB giảm 0,9% và BCG giảm 0,3%.
Hôm nay Tùng đang hơi bị viêm họng cho nên nếu mà cái giọng nói không có hay lắm thì anh chị nhớ thông cảm nha. Rồi về thị trường thế giới thì tối hôm qua thì Dow Jones có những thời điểm trong phiên tối qua Dow Jones giảm hơn 300 điểm nhưng mà cuối phiên thì rút chân chỉ còn giảm có hơn 100 điểm anh chị. Hiện tại thì Dow Jones tương lai thì lại đang tiếp tục giảm 200 điểm. Đối với thị trường châu Á thì đang phân hóa một nửa xanh một nửa đỏ. Đối với thị trường châu Âu thì đang nghiêng về sắc đỏ. Về giá dầu thì hôm qua có một cái cú giảm tương đối nhiều, giảm về lại cái vùng 72,8 đô. Rồi chúng ta sẽ ngó qua thị trường chung ha. Thị trường chung thì nó vẫn nằm ở đây anh chị, và cái mũi tên màu đỏ, một cái mũi tên cảnh báo của mình thì nó vẫn đang nằm ở đây. Thì giai đoạn cuối tuần này cái nguy cơ điều chỉnh của thị trường nó sẽ diễn ra. Nhưng mà cái thời điểm nguy hiểm nhất thì nó sẽ rơi vào cái thời điểm nguy hiểm nhất anh chị, nó sẽ rơi vào sau 6 phiên nữa. Sau 6 phiên nữa, tức là cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ đi đến cái vùng mà khe mây rồi nè. Cho nên nếu nha, đầu tiên mình nói về cái trạng thái tiêu cực trước, nếu thị trường nó có không vượt đỉnh được và nó rơi á, thì nó nên rơi trước 6 phiên. Tức là từ giờ cho đến 6 phiên tiếp theo, tức là nó sẽ rơi vào 3 phiên của tuần này và 3 phiên của tuần sau. Tức là nó nên rơi về những cái vùng hỗ trợ bên dưới trước ngày thứ tư tuần sau. Hoặc là trễ nhất ngày thứ tư thì lúc đó nó sẽ có hỗ trợ mây dày ở đây nó đỡ. Nhưng mà nếu mà nó rơi vào cái ngày thứ năm và thứ sáu cuối tuần sau thì nó lại rất là rủi ro ở đây anh chị, rất là rủi ro ở đây đó. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ thận trọng cái giai đoạn cuối tuần sau. Tuy nhiên trước khi thận trọng giai đoạn cuối tuần sau thì chúng ta phải thận trọng giai đoạn này trước, tại vì cuối tuần sau nếu mà nó đi về cái vùng EMA này thì lúc đó nó cũng đang ở vùng thấp rồi, nó đã rơi vài chục điểm về đến đó rồi ha. Lúc đó chúng ta thận trọng nó cũng đã muộn. Nếu mà bây giờ chúng ta vội vàng mua ở bây giờ thì đến lúc đó rơi về đến đó thì chúng ta cũng sẽ thấm lỗ ha, thấm lỗ. Tại vì bây giờ đang là 1283, còn nếu mà để rơi về và thủng cái khe mây ở bên dưới đó nó là 1230 chị. 1283 mà rơi về 1230 tức là thủng hơn 50 điểm. Lúc đó chúng ta sẽ thấm lỗ ha. Cho nên chúng ta phải thận trọng ngay từ bây giờ, mặc dù bây giờ thị trường nó chưa có dấu hiệu gì là rơi. Nhưng mà thận trọng. Thận trọng ở chỗ gì? Thận trọng ở chỗ mà hôm qua mình có nói với anh chị á, cơ hội để thị trường vượt là nó đến trong ngày hôm nay và ngày mai thứ tư. Nếu mà ngày hôm nay vượt được 1285 thì ngày mai cần phải vượt luôn cái đỉnh 1294. Nếu hôm nay vượt được 1285 mà ngày mai không vượt được 1294 thì cái việc vượt của ngày hôm nay nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Và chúng ta thấy cuối phiên ngày hôm nay thì thậm chí vẫn chưa vượt được 1285 luôn. Có một cái điều tích cực là trong phiên nó vượt thôi. Đó, nhưng mà cái điều này thì nó vẫn chưa có ý nghĩa gì, và cái điều mà mình muốn ngày mai thị trường phải vượt luôn cái mốc 1294 anh chị. Nó phải vượt luôn cái này. Còn nếu mà ngày mai không vượt cái mốc này và thậm chí chiều ngày mai mà bắt đầu có những cái dấu hiệu điều chỉnh thì anh chị hãy cẩn thận. Thứ năm, thứ sáu cuối tuần này thị trường nó sẽ bắt đầu quay trở lại điều chỉnh rơi về những cái vùng biên dưới. Và khi mà điều chỉnh về những cái vùng biên dưới này thì đó là cơ hội của chúng ta mua. Thì mình nói rồi, thị trường nó chỉnh thoải mái luôn, chỉ cần chỉnh thật là sớm. Chứ đừng có chờ đến sau thứ tư tuần sau mới bắt đầu chỉnh thì lúc đó rủi ro nó lớn. Đó. Cho nên nếu mà thị trường theo cái kịch bản xấu đi, xấu là xấu với những người mua trên cao nhưng mà sẽ tốt với những anh chị đang cầm tiền, thì nếu cái kịch bản đó xấu nhưng mà nó lại tốt, xấu nhưng mà lại tốt, tốt để cho những anh chị đang cầm tiền hoặc là để cho những anh chị đang có dư sức mua để chúng ta mua thì càng chỉnh thì càng mua ha. Còn nếu mà cái kịch bản ngày mai vượt qua 1294 thì nó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà mình vẫn nói với anh chị là nếu nó vượt thì chúng ta hãy cẩn thận, nó là những cái bẫy. Tại vì nếu chúng ta nhìn gần nhất thì chính là cái giai đoạn tháng 3 năm nay. Chúng ta thấy thị trường có những cái đỉnh vào giai đoạn giữa tháng 3. Nhưng mà đến cuối tháng 3 nó cũng đánh vượt đỉnh xong thì nó quay lại nó giảm 100 điểm, anh chị thấy không? Tức là khi mà thị trường nó chưa có một cái nền tích lũy đủ dài mà nó đánh vượt đỉnh
thì sau đó nó sẽ có những cái rủi ro nó quay lại điều chỉnh. Đó, thì giai đoạn tháng 3 vừa rồi là nó giảm 100 điểm. Còn xa hơn một chút xíu chính là giai đoạn tháng 9 năm ngoái, thì thậm chí là nó trước đó nó có một cái cú giảm 100 điểm, sau đó nó hồi và vượt đỉnh. Nó giống giai đoạn này không chị? Giống đúng không? Giống giai đoạn này, tức là sau khi hồi rất nhanh thì nó quay lại vượt đỉnh luôn. Và thường những cái cú vượt đỉnh này nó không có bền, mà mình gọi là bẫy á, ngày hôm qua mình có nói là bẫy, hôm nay Tùng nhắc lại á, nó sẽ không bền. Và khi mà nó không bền như thế này, nó cố tình đánh vượt đỉnh thì thường nó sẽ quay lại giảm. Thì cái giai đoạn tháng 9 năm ngoái nó giảm 200 điểm. Năm nay mình đánh giá nó sẽ không giảm mạnh như vậy, nhưng mà rủi ro của nó sẽ có ha. Thì mình đánh giá nếu mà nó đánh vượt đỉnh này thì nó vẫn có những cái rủi ro giảm điểm như vậy. Đó, có thể là không phải là 100-200 điểm, nhưng mà đâu đó 30-50 điểm là có. Thì vì vậy nó cũng sẽ là rủi ro cho anh chị, nếu mà anh chị thấy vượt đỉnh anh chị nhảy vào mua. À, cho nên tóm lại cái câu chuyện của chúng ta là vượt đỉnh thì cũng có thể có cơ sở để vượt, nhưng mà chúng ta nên hạn chế cái việc mua đuổi. Chúng ta nên hạn chế cái việc mua đuổi. Chúng ta sẽ chọn những cái cổ phiếu nếu thị trường vượt đỉnh, chúng ta cứ mặc kệ thôi. Tài khoản của chúng ta lúc này cũng vừa đang có cổ phiếu vừa đang có tiền, thì nếu thị trường vượt đỉnh á, thì cổ phiếu của chúng ta tăng thì chúng ta cứ vui. Nhưng mà anh chị đừng có thấy vượt đỉnh anh chị lại hỏi là gia tăng, gia tăng được hay không. Ví dụ như sáng nay có một khách hàng hỏi mình là MBS, cái lúc đó nó đang tăng 2% anh chị, nó tăng lên cái ngưỡng 34 thì hỏi có mua được không, thì chúng ta không vội mua, tại vì cuối phiên chúng ta lại thấy tụt, tức là những cái điểm mua này nó không an toàn, kể cả nó vượt đỉnh thì nó sẽ không an toàn. Quan trọng của chúng ta lúc này là mua mới hoặc là mua gia tăng, chúng ta đều cần một cái sự an toàn đó. Cho nên nếu nó vượt đỉnh thì chúng ta đang có cổ phiếu nó sẽ tăng theo thị trường, lúc đó chúng ta cứ vui. Còn để mà mua mới thì chúng ta cứ chờ những cơ hội khác anh chị ha, tức là chúng ta chờ những cái điểm mua đẹp. Thì trong trường hợp thị trường vượt đỉnh thì mình có nói với anh chị á, có ba cách mua. Thứ nhất là những cái cổ phiếu nó tạo nền tích lũy đẹp thì đó chúng ta mua để chờ nó rớt ao cái nền để đi lên. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ mua khi nó đang ở hỗ trợ. Trường hợp thứ ba là chúng ta sẽ mua khi nó đang tăng một cái giai đoạn, sau đó nó chỉnh về hỗ trợ. Đó là những cái cách mua của chúng ta. Còn khi mà cổ phiếu đang tăng vài phiên gần đây và nó không có một cái điểm mua nào thì chúng ta không có mua, hoặc là cũng không gia tăng kể cả có cổ phiếu anh chị nhé. Đó là mình đang nói nếu cái kịch bản thị trường ngày mai vượt đỉnh được thì anh chị nên mua theo cách đó. Nếu mà không có điểm mua thì chúng ta chờ, tại vì nó vượt xong nó cũng sẽ quay trở lại test. Đó, nó vượt xong nó cũng phải quay trở lại test, hoặc là vượt xong cũng sẽ có nhiều cổ phiếu nó chạy sau. Cho nên quan điểm của chúng ta là tập trung vào cổ phiếu, cho nên việc thị trường vượt đỉnh thì kệ nó, không cần phải mua đuổi làm gì. Đó, đó là cái điều mà mình nói với anh chị về cái nếu mà ngày mai thị trường vượt đỉnh, kịch bản tích cực nhất. Còn về cái xác suất cao thì mình vẫn đánh giá với anh chị trong giai đoạn vừa qua đúng không? Vẫn là những cái vùng mũi tên màu trắng này. Đó, giai đoạn vừa qua thì mình vẫn nói với mọi người cái kịch bản thị trường nó sẽ thế này. Cho nên nếu mà ngày mai thị trường nó không vượt được 1294 thì quan điểm của mình là thị trường sẽ tiếp tục đi theo cái kịch bản mũi tên màu trắng này. Tức là có thể là vào hai phiên cuối tuần nó sẽ bắt đầu có những dấu hiệu điều chỉnh và nó sẽ chỉnh mạnh hơn vào giai đoạn đầu tuần sau. Đó, và đầu tuần sau sẽ là thời điểm chúng ta mua. À, mình có nói với anh chị là thậm chí có thể là nó sẽ quay trở lại, nó thủng cái mốc hai cái đáy ngắn hạn tạm thời là 1250. Có thể nó sẽ thủng cái này để nó tạo ra một cái sự hoảng loạn. Tại vì anh chị biết rồi, nếu vượt đỉnh không được mà quay lại thủng cái biên dưới, thủng cái đáy gần nhất, cái nền, thủng cái nền, vượt đỉnh đã không được rồi mà còn quay lại thủng nữa thì nhiều nhà đầu tư họ sẽ bỏ của chạy lấy người anh chị. Kể cả những người đang kẹp hàng hoặc là những người đang có lại, họ cũng sẽ bán nếu mà thủng cái nền. Đó, nếu họ không biết họ sẽ bán. Tại vì nguyên tắc là tạo ra một cái nền mà thủng nền là bán. Đấy, đó là cái mà khả năng nó sẽ xảy ra ha. Cho nên chúng ta sẽ những cái thời điểm đó nó sẽ tạo ra những cái cú rủ bỏ mà mình đánh giá là cú rủ bỏ cuối cùng trước khi thị trường đi theo cái nến màu trắng đi lên. À, rủi ro cũng có theo mũi tên màu đỏ nhưng mà mình đánh giá rủi ro này không cao. Ngoài ra nếu mà chúng ta mua được gần cái vùng nền này, gần nếu chúng ta mua được gần cái vùng hỗ trợ thì kể cả rủi ro xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không thiệt hại.
khác với những người mà mua quanh cái vùng 128X hiện tại anh chị ha. Thì nếu rủi ro xảy ra tức là thủng 1230 thì sẽ thiệt hại lớn. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta mua ở những cái vùng này thì sẽ không thiệt hại. Cho nên quan điểm của mình ha, tóm lại là phiên ngày mai vẫn tiếp tục là mặc dù hôm nay thị trường đóng cửa chưa vượt 1285 nhưng mà trong phiên nó vượt rồi. Vậy thì từ 1283 mà lên để vượt cái đỉnh 1294 là nó chỉ đâu đó khoảng 11 điểm thôi. Vượt được hay không chị? Có thể. Nếu mà giống như phiên ngày hôm qua thị trường tăng gần 20 điểm thì vượt trong nháy mắt. Đó. Cho nên cái cơ hội vượt của thị trường nó sẽ đến trong phiên ngày mai. Nếu mà ngày mai không không vượt được thì mình nghĩ là anh chị nên xem xét hạ bớt tỷ trọng để chúng ta sẽ chờ cuối tuần hoặc là đầu tuần sau chúng ta mua lại ở bên dưới này anh chị nhé. Những cái cổ phiếu yếu mà đã gãy hỗ trợ trong những phiên gần đây nó đang hồi về gần hỗ trợ, anh chị nhớ ngày mai mà thị trường không vượt 1294 tức là các cổ phiếu đó nó cũng sẽ rất khó vượt qua cái cản ngắn hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ ưu tiên đến cái việc bán hạ tỷ trọng để làm gì, cơ cấu các mã yếu trước, sau đó chúng ta chờ sắp tới mua lại sau. Còn các mã mạnh thì anh chị nhớ chặn lại ha, đặt ra một cái mốc chặn lại, vi phạm là bán chốt lời đó. Còn để mua thì ngày mai thì mình đánh giá sẽ là không phải thời điểm mua đẹp, chúng ta sẽ mua khi nếu kịch bản ngày mai không vượt đỉnh thì chúng ta sẽ chờ cuối tuần này hoặc đầu tuần sau chúng ta mua ở bên dưới này. Còn nếu mà ngày mai nó vượt đỉnh thì chúng ta sẽ chờ cái thời điểm nó test lại đỉnh chúng ta mua đó, hoặc chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu để mua chứ không FOMO anh chị nhé. Đó là những cái chia sẻ của mình ha. Còn cái việc bẫy khi vượt đỉnh nó làm cho mọi người cảm thấy là vượt rồi nhưng mà sau đó nó không vượt, nó quay lại giảm là bình thường. Ngày hôm qua mình thấy rất là nhiều người đang nói là thị trường sẽ vượt đỉnh, thì khi mà rất nhiều người nói thì có thể nó sẽ không không thành hiện thực ha. Cũng giống như giai đoạn sắp tới mình đang cảm nhận lúc này, nếu ngày mai thị trường không vượt đỉnh thì khả năng là sắp tới nó sẽ quay trở lại và nó thủng 1250, thì lúc đó nhiều người nói 1250 thủng rồi bỏ chạy, thì lúc đó lại không phải là thời điểm chúng ta bỏ chạy mà là thời điểm chúng ta mua vào đấy chị nhá. Cho nên đó là chia sẻ của mình, thì hôm nay nó cũng không khác gì so với ngày hôm qua đâu, cơ bản là vẫn vậy thôi. Và nhìn vào các cổ phiếu để điểm mua đẹp ngày hôm nay thì không có nhiều, và hôm nay thì mình cũng không có cho room mình mua cái gì hết, cơ bản là chờ đợi và khả năng là ngày mai cũng sẽ không mua anh chị, mà chỉ sẵn sàng thôi. Ngày mai mà vượt 1294 thì sẽ giữ tiếp hàng đang có và chờ cái điểm mua gia tăng hoặc là điểm mua mới sau. Nhưng nếu ngày mai không vượt 1294 thì có khả năng mình sẽ cho room mình chốt lời đó anh chị nhá. Rồi thì cơ bản nói về thị trường như vậy thôi. Còn chúng ta điểm qua một số các cổ phiếu thì ngày hôm nay nhóm thép là cái nhóm mạnh nhất. Nhưng mà Hòa Phát mà lên đây cái lực bán tương đối nhiều. Thì lúc này để mà Hòa Phát mà tăng tiếp thì mình đánh giá là cái cửa tăng nó sẽ không bền. Đó, nó sẽ không bền anh chị. Sau đó nó cũng phải test lại để tích lũy thêm. Cho nên mình đánh giá là anh chị cũng không cần phải mua vội. Hoặc là như Hoa Sen, mặc dù hôm nay nó tăng mạnh nhưng mà nó lên gặp cái cản những cái đỉnh cũ trước đây. Quanh cái ngưỡng 23.5 anh chị nhớ là mình liên tục nói cái cản đỉnh cũ là 23.5, 23.5, 24. Cho nên nó lên những cái đỉnh này nó sẽ không có tăng ngay được. Ê, anh chị nào mà mua Hoa Sen gần đây quanh cái ngưỡng 21.5 thì mình nghĩ là cái vùng 23.5, 24 là cái vùng anh chị nên chốt lời T cộng. Anh chị có thể không cần chốt hết nhưng mà anh chị nên chốt ít nhất 1/2. Tại vì chúng ta nhìn thấy khi mà cổ phiếu nó giảm mạnh thì nó đi lên đến bây giờ nó đã đi một cái giai đoạn khá mạnh rồi. Nhóm thép là cái nhóm mà mình sẽ chú ý cho con sóng cuối năm anh chị. Mình đánh giá có thể nhóm thép này sẽ là cái nhóm, một trong những cái nhóm dẫn dắt để kéo thị trường vượt đỉnh 1294 cũng như là 1300 để đi lên vào giai đoạn cuối năm. Nhưng mà mình cần cái nhóm này test lại và tích lũy thêm. Còn thực ra nó vượt đỉnh xong thì mình cũng sẽ không vội mua, nếu nó vượt đỉnh luôn sẽ không vội mua mà chờ nó test đỉnh thì mới mua. Đó, tức là điểm mua thì chúng ta phải chọn những cái điểm mua phù hợp. Hoặc là Nam Kim anh chị cũng thấy nè, đấy những cái đỉnh cũ của Nam Kim này, giai đoạn là cái vùng giá 26 265 thì nó cũng lên đây nó lại gặp áp lực bán thôi. Cho nên những cổ phiếu này nó cần tích lũy thêm. Rồi, nhóm thép thì cơ bản vậy anh chị. Hoặc là VGS thì anh chị thấy nó cũng rất mạnh nhưng mà hôm nay cái áp lực bán của nó tương đối nhiều, tại vì anh chị nhìn thấy là nó đi lên đến cái đỉnh lịch sử của nó. VGS đỉnh lịch sử là cái vùng 39 40.
nguyên một cái vùng đỉnh lịch sử này rồi, thì nó sẽ khó mà tăng ngay tiếp được. Cổ phiếu này tăng rất mạnh rồi, không không thể không thừa nhận đây là cổ phiếu mạnh, nhưng nó đang rất khó tăng nữa, cần thêm thời gian đó. Cho nên là chúng ta không cần phải mua đuổi làm gì ha. Hoặc là cái cổ phiếu mà đang mạnh gần đây là con Pau, thì bây giờ con Pau nó đang tăng rất mạnh, nhưng mà sắp tới nó cũng gặp cái cản là 14.8, hiện tại đang 14, tức là nó đi lên chưa tới gần một giá nữa thôi là nó lại gặp cản ngay rồi đó. Mà bây giờ nó đang rất xa hỗ trợ, nếu mà anh chị tính toán cái điểm mua những cái cổ phiếu này từ giá 14 bây giờ mà lên đến khoảng 14.8 thì có thể kiếm lời được khoảng 5-6%. Nhưng mà nếu nó quay về những cái hỗ trợ bên dưới thì chúng ta lại cũng thua lỗ với một cái mức tương đương với 10 cho đến 12%. Tức là cái lợi nhuận đem lại, có thể đem lại nó đang ít hơn một nửa so với cái rủi ro có thể xảy ra. Đó, vậy thì chúng ta không nên mua đuổi làm gì. Anh chị ha. Đó, thì mình đang chỉ cho anh chị thấy một số các cổ phiếu gọi là cổ phiếu mạnh trong phiên ngày hôm nay, nhưng mà đa phần là đều cần có một cái trạng thái tích lũy trở lại hoặc là điều chỉnh trở lại để chúng ta mua vào. Cho nên chúng ta không cần phải lo là cổ phiếu nó chạy luôn anh chị ha. Ở đây mình đang nói đến khía cạnh là không cần phải lo cổ phiếu chạy luôn, vẫn có điểm mua cho anh chị mua. Hoặc là hôm nay chúng ta thấy có một số các cái nhóm, ví dụ như nhóm dầu khí PVS đang quay trở lại đây, thì cổ phiếu này khá tốt, có những thông tin tốt nữa, nhưng mà đối với mình đánh giá thì có thể cổ phiếu này nó sẽ cần đi ngang thêm vài phiên. PVD thì hôm nay có điểm mua là anh chị đang ở hỗ trợ khá tốt, chị nhìn ở bên dưới mà dài. Cho nên cổ phiếu này hôm phiên hôm nay mua thì cũng không sao. Cổ phiếu này thì anh chị chú ý thôi, nếu mà nó thủng dưới 31 thì bán, còn nó không thủng thì thôi cứ nắm giữ. Còn PVD này thì cũng kỳ vọng khá nhiều. PVC thì cũng ổn, và PVB, đặc biệt là PVB thì không có điểm mua ha. Cho nên đối với nhóm P thì khả năng là anh chị cứ kiên nhẫn, trừ hai cổ là PVD và PVC thì hiện tại đang có điểm mua, nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta không nên mua full hàng. Anh chị cứ lấy trước 50% tỷ trọng thì mình đánh giá ok hơn, tại vì cái bối cảnh của thị trường chung chúng ta vẫn chưa xác định được nó vượt đỉnh hay không. Nếu nó vượt đỉnh thì chúng ta sẽ tìm điểm gia tăng tiếp 50% còn lại. Nếu nó không vượt đỉnh được thì chúng ta sẽ chờ nó điều chỉnh xuống dưới, chúng ta sẽ gia tăng cho đủ hàng anh chị nhé. Ok, thì nhóm dầu khí cũng có thể là một cái nhóm mà mình cũng sẽ kỳ vọng cho giai đoạn sóng tiếp theo, cho nên cũng là một cái nhóm mà anh chị cần chú ý được ha. Nhóm chứng khoán thì lúc này đang phân hóa, nhóm ngân hàng thì cũng đang phân hóa nhóm, cho nên chúng ta sẽ chờ xem 1-2 tuần tới những cái nhóm đó nó có cơ hội hay không thì sẽ báo chị tham gia sau. Nhưng mà yên tâm, đặc biệt là nhóm ngân hàng thì chúng ta chưa nói tới, nhưng mà chắc chắn nhóm chứng khoán cuối năm nó sẽ có một con sóng, cho nên anh chị cứ yên tâm là tham gia cùng mình sẽ sở hữu được cổ phiếu chứng khoán anh chị ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ tranh thủ làm cái video như vậy thôi, và video ngắn. Thì tóm lại hai cái kịch bản, thì kịch bản nào cũng có thể xảy ra, nhưng mà cơ hội tốt nhất để vượt là nên là trong ngày mai. Còn nếu mà ngày mai không vượt được thì sẽ có nhiều anh chị nói là có thể là ngày thứ năm hoặc thứ sáu vượt cũng có thể, nhưng mà theo mình đánh giá lúc này nó đang có một cái cơ hội để vượt, mà không vượt được thì coi chừng nó lại quay trở lại thì chúng ta sẽ thận trọng vào cuối tuần, và chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu. Thị trường có vượt đỉnh thì cũng phải cổ phiếu có điểm mua mới mua, mà thị trường nếu không vượt đỉnh và quay về bên dưới thì cũng phải cổ phiếu có điểm mua mới mua anh chị nhé. Ok, cả nhà theo dõi thì nhớ cho Tùng xin một like, một chia sẻ. Số điện thoại của mình ngay trên màn hình 0902956119. Cả nhà nhớ nhắn tin hoặc là gọi điện hoặc là Zalo để mở tài khoản SSI, hoặc là chuyển ID và SSI theo ID 2758 nhé. Bên Gem mình có ID là BR8351. Welcome tất cả anh chị ha. Cả nhà nhớ tặng cho Tùng những cái bình luận trái tim hoặc là những cái bình luận của anh chị vào phần bình luận bên dưới video nhé. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye, chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ. Phiên ngày mai cũng sẽ là một phiên khá là hấp dẫn, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi vào ngày mai ha. Bye bye anh chị.